Chào các bạn, mình đang có mặt tại Villa Shop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và hôm nay mình sẽ tiến hành hát thử cái dàn karaoke có tên là dàn karaoke 30m², giá rẻ. Thì đây là dàn karaoke được Villa Shop phối ghép để dành cho những cái phòng karaoke có diện tích từ 30m². Thì cái dàn karaoke này nó bao gồm những cái thành phần thiết bị như sau. Thì đầu tiên đó là cái đầu karaoke Ariran 3600 KTV ở đây. Thì mình đã bật lên sẵn cho các bạn rồi. Đó, nó nằm ở đây. Rồi, tiếp theo đó là một cái âm ly Boston BA 1400 ở đây. Đó, khá là đẹp, màu sắc khá là nổi bật. Rồi, tiếp theo chúng ta có một cặp loa Paramax B2000 ở đây. Đây. Đó, đây, mình sẽ zoom lại cho các bạn thấy bên đây luôn. Đó. Rồi, thì cái dàn karaoke 30m² này sẽ sử dụng cái micro Sennheiser M3732 để hát. Thì đây là cái receiver của Sennheiser M3732. Đó. Thì nhân viên Villa Shop sẽ tiến hành hát một bài hát để cho các bạn nghe thử cái âm thanh. Như một mai thời cây sầm thương về ai lòng xa tê tái. Như một mai một người tốt gái như những ơn tình khó phai. Tình yêu sao đồng say, tình yêu như là mây phiêu lãng phương trời xa. Người tình ơi sao mau đổi thay, sờ sờ che món nghe đồng cây cứ sâu duyên tình sờ xa. Người tình đi xa đâu xa để nhìn ta bao ngày qua. Looks so good that it hurts. You're a dime, plus 99, and it's a shame. Don't even know what you're worth.